Rồi, thứ nhất là tạo dự án, chọn new project, chọn cancel, chọn see, đặt cái project của mình, ví dụ như thầy để là demo. Còn các bạn làm lab 1 thì hồi sáng mình quy định rồi là com 108 chấm số thứ tự chấm mã số sinh viên chấm tên chấm lab 1. Rồi mình cũng lưu cùng một thư mục để cho nó dễ quản lý. Rồi demo luôn ha. Và chỗ này chúng ta sẽ tạo một cái folder riêng cho nó, chứ đừng có lưu chung ở đây. Folder của chúng ta là demo. Lưu lại. Bấm Ctrl Net demo luôn. Lưu lại. Như vậy thì trong cái ứng dụng của các bạn, nó sẽ có một cái project nè, một cái file nè. Và ở đây hàm này là hàm main, hàm chính. Nó có tên hàm, nó có tham số truyền vào, mở ngoặc, đóng ngoặc tròn của cái tham số, mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn. Đây là kết thúc hàm main. Kết thúc hàm main. Mình muốn viết gì thì mình viết vào bên trong, enter xuống. Còn cái dấu ngoặc phía dưới này vui lòng để nguyên giúp thầy. Có bạn viết cung cấp không biết dấu ngoặc này đi đâu luôn. Và khi chúng ta enter xuống, có bạn thì viết sát ngoài này, tab vô giùm thầy cái. Ở phía ngoài này là tên của hàm, lệnh con của nó, lui vô trong cái. Ví dụ mình print, đây là hàm chính, chương trình chính. Ví dụ như vậy, đây là chương trình chính. Bây giờ mình muốn viết câu 1, câu 2, câu 3 thì phía sau cái end này giữ nguyên cấu trúc của hàm main, giữ nguyên, đừng có làm mất bất kỳ ký tự nào hết. Chỗ này mình sẽ khai báo in câu bài 2 đi. Mở đóng ngoặc tròn, lui ra cái, mở đóng ngoặc nhọn, enter xuống. Bất kỳ một hàm thì nó đều có mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn, mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn. Và tất cả những cái dòng lệnh các bạn đưa vào bên trong cặp ngoặc nhọn giúp thầy. Ví dụ mình làm cái bài lắp 1 bài 3 đi. Chỗ này lắp 1 bài 3. Ví dụ thầy nhập ở đây là điểm toán lý hóa. Các bạn làm theo bài của các bạn nha, còn thầy ví dụ thì thầy ghi vậy thôi. Toán, kiểu dữ liệu của nó, điểm của nó là gì? Là plot. Điểm toán phẩy lý phẩy hóa chấm phẩy. Ba cái biến này cùng một kiểu dữ liệu, chúng ta có thể khai báo ngang hàng nhau, cách nhau dấu phẩy. Và khai báo xong rồi, bây giờ chúng ta nhập. Nhập thì chúng ta phải làm gì? Hướng dẫn cho người ta là nhập cái gì? Nhập điểm toán chấm phẩy, đến lệnh gì nữa? Nhập vào scan f. Kiểu dữ liệu của float là phần trăm f. Nhập vô cho biến số, cho nên mình phải có dấu và. Toán là mình đã nhập xong điểm toán. Bây giờ xuất ra điểm toán 2 chấm phần trăm d, phẩy bên trong nha. Toán. Như vậy chúng ta đã nhập xong được điểm toán. Tất cả câu lệnh nằm bên trong cặp dấu
hoặc nhọn. Và nếu như mà chúng ta viết như vậy thì nó chưa có chạy. Mình lên đây, mình gọi bài 2 vô đây thì bài 2 nó mới chạy. Biên dịch. Chạy. Chương trình chính nhập điểm toán 8.6. Enter. Điểm toán sai. Sai gì? Sao nó không ra 8.6? À, phần trăm gì? Phần trăm F. Định dạng kiểu. Định dạng kiểu sai. 8.6. Enter. 8.6. Được chưa? Cho nên định dạng kiểu rất quan trọng. Nó kiểu gì thì mình phải định dạng đúng cái. Thực ra là phần trăm D cũng được đó. 8.6 là nó ra 8 đó, ra số nguyên á. Phần trăm D điểm toán. Tương tự như vậy, mình nhập điểm lý và điểm hóa rồi cộng lại chia ra. Trong đó điểm toán nhân hệ số 2. À, chia 4. Rồi, chắc chắn mình cần phải làm đúng. Thứ nhất là tạo ra hàm main. Một hàm main duy nhất. Mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn của hàm main. Xuống dưới bài 2, mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn của bài 2. Hai cái hàm này không liên quan gì nhau cả. Chỉ có main gọi bài 2 để cho nó chạy thôi. Và các bạn nhớ thuộc đầu dòng vô giúp thầy. Đừng có nhảy ra nhảy vô. Đó là cái cách để mà chúng ta code cho nó chuẩn. Bên này có reset, có tên của class. Đừng có tạo mà cái file không nhé. Các bạn tạo file không cũng được, nhưng yêu cầu là tạo có reset.